Xin chào các bạn, mình rất vui và hào hứng khi được chia sẻ cho các bạn về video này. Video nói về những cách kiếm tiền. Trong xã hội có 4 nhóm người làm ra tiền được thể hiện trong bảng sau. Nhóm L, nhóm người làm công lãnh lương. Nhóm T, nhóm người làm tư. Nhóm C, nhóm chủ doanh nghiệp, công ty. Nhóm D, nhóm nhà đầu tư. Mỗi người trong chúng ta ít nhất cũng thuộc về một trong bốn nhóm người đó. Vị trí tồn tại của chúng ta trong bốn nhóm người đó sẽ quyết định nguồn thu nhập đem lại cho chúng ta. Nhiều người dựa vào đồng lương lãnh được mỗi tháng và do đó trở thành người làm công trong xã hội. Lúc này họ thuộc nhóm L. Trong khi đó, số khác tự kinh doanh làm ăn trong khuôn khổ cá nhân hay gia đình và như vậy họ thuộc nhóm B. Những người làm công hay những người làm tư nằm phía bên trái bạn. Phía bên phải bạn là những cá nhân kiếm tiền từ doanh nghiệp kinh doanh. Họ là những người chủ của doanh nghiệp, là những người chủ của công ty và họ thuộc nhóm C. Còn những người kiếm tiền bằng cách đầu tư, dùng tiền đầu tư vào cổ phiếu hoặc đầu tư vào trái phiếu hoặc đầu tư vào địa ốc, vân vân, họ thuộc nhóm D. Hình vẽ này tóm tắt bốn nhóm người trong xã hội làm nên thế giới kinh doanh, và từ hình vẽ này giúp cho bạn thấy được mình đang thuộc nhóm người nào, mà nhờ đó bạn có thể vạch ra cho mình một hướng hành động theo những gì bạn mong muốn trong tương lai. Một khi bạn tự chọn cho mình một con đường riêng biệt có thể đưa bạn đến sự tự do tài chính, có một điều chắc chắn rằng sự tự do tài chính có thể đạt được trong cả bốn nhóm trên. Nhân những kỹ năng của một cá nhân thuộc nhóm C hay D sẽ giúp bạn đạt được mục đích nhanh chóng hơn. Một nhóm người thành đạt ở nhóm L đều có khả năng trở thành một cá nhân thành công thuộc nhóm D hoặc C. Tương tự như vậy, một nhóm người thành đạt ở nhóm T đều có khả năng trở thành một cá nhân thành công thuộc nhóm C hoặc D. Và cái bạn mà nãy giờ chúng ta đang nói đến chính là kim tứ đồ. Kim tứ đồ là sơ đồ gồm 4 nhóm: L, nhóm người làm công lãnh lương; T, nhóm người làm tư; C, nhóm chủ doanh nghiệp, công ty; D, nhóm nhà đầu tư. Kim tứ đồ thể hiện 4 cách khác nhau tạo ra tiền bạc cho mọi người. Chẳng hạn, người nhóm thuộc L, họ thuộc nhóm L hay nhóm những người lãnh lương, là những người kiếm tiền nhờ làm thuê cho người nào đó hay một công ty nào đó. Người thuộc nhóm T hay nhóm người làm tư là những người kiếm tiền bằng cách tự làm việc cho chính mình. Người thuộc nhóm C hay nhóm chủ doanh nghiệp, công ty là những người kiếm tiền từ công việc kinh doanh của mình. Và nhóm người cuối cùng, ký hiệu là D, nhóm nhà đầu tư, là những người kiếm tiền từ nhiều hình thức đầu tư đa dạng, mà nói cách khác, họ sử dụng tiền để tạo ra thêm nhiều tiền hơn bằng cách đầu tư. Những phương cách đầu tư đó đòi hỏi những kiểu suy nghĩ, lối sống, kỹ năng chuyên môn, đường lối hấp thu giáo dục và những cá tính tương tự, tương thích. Những kiểu người khác nhau sẽ hướng tới những vị trí khác nhau trong kim tứ đồ. Trong khi tiền bạc là đối tượng chung, những cách kiếm tiền thì lại
thiên hình vạn trạng. Mỗi phần của kim tử đồ đều khác nhau. Để kiếm được tiền từ những phần khác nhau, cần phải có những kỹ năng và cá tính khác nhau. Cho dù một người có thể ở cùng lúc những phần khác nhau đó, bạn có thể kiếm tiền từ 4 nhóm trên kim tứ đồ. Hầu hết chúng ta đều có khả năng kiếm tiền từ cả 4 nhóm trên kim tứ đồ. Nhóm người nào mà bạn thuộc về và chủ yếu kiếm thu nhập từ đó không phải được quyết định bởi những gì chúng ta được học ở trường, mà chính là những gì thuộc về bản thân của chúng ta. Đó là những quan điểm về giá trị, những ưu điểm, khuyết điểm và sở thích cá nhân. Chính những sự khác nhau gốc rễ đó đã thu hút hay làm chúng ta nổi bật với những nhóm đó trong kiếm tứ đồ. Tuy nhiên, cho dù chúng ta có làm một nghề chuyên môn nào đi nữa, chúng ta cũng vẫn có thể tồn tại và làm việc trong cả bốn nhóm. Chẳng hạn, bác sĩ có thể lựa chọn cách kiếm tiền như một người làm công thuộc nhóm L bằng cách gia nhập vào đội ngũ bác sĩ trong một bệnh viện lớn, hoặc làm việc cho chính phủ trong những dự án chăm sóc y tế cộng đồng, hay trở thành bác sĩ quân y, hoặc làm việc cho một công ty bảo hiểm sức khỏe và nhân thọ. Nói cách khác, bác sĩ đang làm công lãnh lương. Vị bác sĩ ấy cũng có thể lựa chọn cách kiếm tiền như một người làm tư thuộc nhóm T bằng cách mở một phòng mạch tư, thuê mướn một vài y tá và có một số bệnh nhân cho riêng mình. Hoặc vị bác sĩ ấy có thể quyết định trở thành một doanh nhân thuộc nhóm C, đó là làm chủ một bệnh viện và thuê mướn các bác sĩ khác làm việc trong bệnh viện đó của mình. Vị bác sĩ có thể xem xét khả năng mướn một vị quản lý điều hành công ty bệnh viện của mình, và như vậy trong trường hợp đó, vị bác sĩ làm chủ một công việc kinh doanh nhưng không cần phải làm việc trong đó. Hoặc vị bác sĩ cũng có thể quyết định làm chủ một ngành nghề kinh doanh nào đó chẳng liên quan gì đến ngành y, nhưng vẫn thực hành nghề y của mình ở một nơi khác. Trong trường hợp đó, vị bác sĩ có thể tạo ra thu nhập đồng thời, đó là vừa tạo ra thu nhập từ người thuộc nhóm C và vừa tạo ra thu nhập từ người thuộc nhóm L. Còn đối với nhóm D, nhóm nhà đầu tư, vị bác sĩ có thể kiếm tiền bằng cách trở thành cổ đông cùng vốn và một chuyện kinh doanh của người khác, hay bằng nhận công cụ đầu tư như thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu, thị trường bất động sản, hoặc bất cứ thị trường nào. Những phương cách khác nhau tạo ra thu nhập. Chính những sự khác nhau gốc rễ về quan điểm giá trị, ưu điểm, khuyết điểm và sở thích mới ảnh hưởng chúng ta chọn lựa phương cách tạo ra thu nhập từ nhóm nào. Nhiều người chỉ thích làm công, trong khi khổ người khác lại rất ghét chuyện ấy. Nhiều người say mê việc làm chủ một công ty nhưng lại không muốn điều hành nó. Nhưng cũng biết bao nhiêu người vừa thích làm chủ công ty lại vừa thích tự quản lý điều hành công ty của mình. Nhiều người rất ưa thích việc đầu tư, trong khi nhiều người khác chỉ thấy nguy cơ mất tiền khi đầu tư. Hầu hết chúng ta đều ít nhiều có hết những tính cách đó. Để có thể thành công trong bốn nhóm thường, đòi hỏi phải có sự định hướng thích nghi những giá trị gốc rễ tương ứng trong con người chúng ta. Bạn có thể giàu hoặc nghèo ở cả bốn nhóm. Một điều không kém phần quan trọng cần lưu ý là chúng ta có thể giàu hay nghèo ở cả bốn nhóm. Trong bốn nhóm có nhiều người có thể kiếm được hàng tỷ đồng, nhưng cũng có vô số người bị khánh kiệt, tức là không kiếm được tiền mà không còn tiền. Thuộc nhóm này hay nhóm khác không nhất thiết đảm bảo sẽ thành công về tài chính.
Nhưng câu chuyện không dừng lại ở hình vẽ của Kim Tử Đồ. Kim Tử Đồ, nếu nhìn qua, bạn sẽ thấy nó chẳng qua chỉ là những nét gạch và một vài ký tự trong đó. Nhưng nếu bạn quan sát bên dưới bề mặt của hình vẽ đơn giản đó, bạn sẽ nhìn thấy những thế giới hoàn toàn khác nhau, cũng như những phương diện khác nhau nhìn về thế giới. Khi chúng ta nhìn thể hội bằng cặp mắt toàn diện ở cả bốn nhóm, cả lần cả bên trái và lần cả bên phải Kim Tử Đồ, khi đó chắc chắn một điều là thế giới sẽ rất khác nhau tùy vào vị trí chúng ta đang đứng và tồn tại trong xã hội. Sau khi nhìn vào Kim Tử Đồ này, có thể bạn sẽ muốn thay đổi ngay cách kiếm tiền của mình, nhưng cũng có bạn hoàn toàn hạnh phúc tiếp tục đứng tiếp vị thế của mình trong xã hội. Bạn có thể chọn hành động cùng lúc trong nhiều nhóm, hoặc bạn có thể kết hợp vừa nhóm này vừa nhóm kia, và thậm chí có thể kết hợp cả bốn nhóm. Tất cả chúng ta đều rất khác nhau, và một nhóm này không chắc quan trọng hơn hay tốt hơn nhóm kia. Trên mỗi ngôi làng, mỗi thị trấn, mỗi thành phố hay mỗi quốc gia trên thế giới vẫn rất cần có mọi người hoạt động ở cả bốn nhóm nhằm đảm bảo ổn định về tài chính trong cộng đồng. Hơn thế nữa, khi chúng ta già đi, tích lũy nhiều kinh nghiệm khác nhau, sở thích của chúng ta sẽ thay đổi theo thời gian. Chẳng hạn, mình thấy rằng có nhiều sinh viên, học sinh sau khi ra trường hài lòng khi kiếm được một việc làm. Thế nhưng, sau một vài năm, nhiều người trong số đó sẽ không còn hứng thú leo từng bậc thang tích lũy trong công sở, hoặc hết đam mê với lĩnh vực kinh doanh mà mình đang hoạt động. Những thay đổi về tuổi tác và kinh nghiệm thường khiến một người đi tìm những cái đích mới để phát triển được thách thức, kiếm tiền, kiếm nhiều tiền hơn và nhiều hạnh phúc cá nhân hơn. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Nhớ đăng ký để xem những video tiếp theo của mình nhé. Bye bye.